Ông ngồi đây mà tí nữa ví dụ có ơ gọi cho con nha, thì họ lên nha, con chỉ chỗ rồi họ lên họ trả ông về. Mà ví dụ như một lát nữa mà không có ơ đó thì con trả ông về nha. Rồi xe đột ông cứ để đây. Đây nha mọi người, đây là chiếc xe đột mà ông dắt đi từ sáng sớm lúc 7 giờ tới bây giờ nha. Đây thì lúc nãy mình thấy ông đi giữa đường đây nha mọi người, ông đi giữa đường đây đấy, ông cứ dắt xe ông đi giữa đường đấy, thì mình thấy khá là nguy hiểm cho nên là mình đã dẫn ông vào lề đường. Và ông nói là sáng giờ là ông đi từ lúc 7 giờ nhưng mà ông không biết là ông đi đâu luôn. Ông đi 7 sáng rồi ông đi miết, ông không biết là ông đi đâu luôn, không biết đường nào đi, cứ đi xe xe cứ đi về Xuân An với họ. Dạ là nhờ ông là ở dưới Xuân An hả? Nhờ ông á là ở dưới Xuân An Nghĩa Hòa. Không, Hiền Lương Nghĩa Hòa. Hiền Lương. Dạ nhờ ông là dưới Hiền Lương. Ông tên gì? Nào đưa con coi chứng minh là thử, ông có đem không? Có. Dạ 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 đưa coi thử. Ông được mấy người con? Ông là được mấy người con rồi? Bả đứa. Bả người con? Hơi trời làm ghế. Dạ, hơi trời làm ghế. Dạ. Con ông là bây giờ làm gì ông ơi? Không làm gì hết. Dạ, không làm gì hết nhà. Quê thôi ông. Dạ. Là người lớn nhất bao nhiêu tuổi ông? Không ghé cũng thấy là tôi hỏi. Ông không biết à? Dạ. Nhỏ nhất là bao nhiêu tuổi, có gia đình hết chưa? Có gia đình hết rồi. Dạ có gia đình hết rồi, là con cháu của ông là vẫn đi học bình thường. Đâu giấy tờ ông, đâu đưa coi. Cái đó hồi nãy em đưa coi rồi mà không có giấy tờ, có tiền không à? Hiện giờ là ông đang ở với ai? Ở nhà với con thôi. Dạ, ông đang ở với con. Dạ. Đây là cụ ông, mình gặp ông đang ông đi giữa đường. Ông cứ dắt xe ông đi bộ giữa đường suốt. Và mình thấy không có an tâm cho nên là mình ra mình dìu ông vào trong lề đường và hỏi ra thì mới biết là ông đang đi lạc. Và ông nói là ông ở nhà ở thôn Huyền Lương phải không ông ơi? Dạ nhà ông ở thôn Huyền Lương xã Nghĩa Hà, nhưng mà ông đi là từ lúc 6-7 giờ sáng biết tới bây giờ. Và ông đi như một con người vô thức và ông không biết gì luôn. Ông nói là giống y như là có ai dẫn ông đi á, đúng không ông? Ông đi như ai dẫn ông đi luôn ạ, ông không biết gì luôn ạ. Không biết luôn. Dạ, từ sáng giờ là ông chưa ăn gì luôn. Ông mua ai dẫn đi. Dạ. Rồi. Giấy đi đâu đi đâu. Dạ, rồi giấy tờ ông đâu, chứng minh là đâu? Chứng minh là quên rồi. Dạ, đừng coi, không có rớt, không có rớt. Không có rớt, ông coi thử có ông có cái giấy chứng minh rồi không? Có chứng minh chứ, bảo hiểm nữa kìa. Dạ. Có giấy gì vậy? Dạ, đây là tiền đó ông ơi, đây là tiền. Không, bây giờ mà không thấy nữa. Ông không thấy gì luôn hả? Dạ, đây là tiền nè, đấy. Và lúc đi thì ông cũng có bọc theo khá là nhiều tiền của người già lãnh để dầu lại đây. Dạ, tiền của người già. Ông đưa con coi thử cái này là cái gì đây? Cái số lãnh tiền á. Tên nhà. Dạ rồi, dạ. Trăng
ông tên Trần Thanh Long ạ. Dạ. Rồi ông đây nha mọi người. Đây là giả là ông không có chứng minh nhân dân luôn. Có chứng minh chứ. Dạ chứng minh đâu rồi? Ông cắt giấy tờ vô đi cho để nó rớt nè ông. Có rồi chứ có chứng minh đó. Con coi thử. À rớt tiền nè. Nhưng mà con không thấy chứng minh đâu luôn. Con điện thoại được không? Dạ được, dạ được. Không có số nhưng mà có tên đó. À, ông nhớ tên của con không? À, Trần Thanh Tiến. Dạ, Trần Thanh Tiến. Trần Thanh Tiến. À, nhưng mà ông không... Bà bị đi lượt. Dạ. Bà Trần Thanh bị đi lượt. À. Để dẫn bà đi, trên cái kỳ rồi. Dạ. Nhưng mà bây giờ ông không có không nhớ số... Ông không nhớ số điện thoại mà ông có điện thoại gì không? Ông có điện thoại... Không, điện thoại thì ông không biết điện thoại. Dạ. Đó giờ ông có chơi điện thoại giờ rồi. Dạ. Con có chơi rồi. Dạ. Là con ông là Trần Thanh Tiến. Dạ. Trần Thanh Tiến. Có ba là Trần Thanh Long. Đang đi lọt trên cái kỳ. Dạ, để một lát nữa mà hi. Con đang Facebook rồi, con đang Facebook con nhờ người chia sẻ rồi. Để có tí nữa mà có thì con họ gọi rồi tới rồi trả ông về. Còn nếu không có thì con trả ông về. Dạ, không sao đâu, ông cứ ở đây đi. Cảm ơn. Dạ, dạ, dạ. Là cuối cùng là bây giờ ông không có cái giấy chứng minh luôn nghe ông. À. Không dạ. Có không. Chứng minh bảo hiểm nữa mà sao cái được ở đâu. Ôi, vậy là ông lùm rớt ở đâu rồi? Cái tiền đó là ông nhận hồi nào? Cái tiền mà ông nhận, tiền người già đó là ông nhận hồi nào? Tháng đầu cũng nhận hết chứ. Tháng 3 chưa nhận thôi. Dạ, tháng nào là ông cũng nhận hết. Tháng đầu cũng nhận hết. À, là tháng 3 này ông chưa nhận. Dạ. Con tưởng ra là hồi sáng ông đi nhận tiền rồi ông đi lọt. Chứ là đau phở phải không? Hồi sáng là ông ở nhà ông đi luôn chứ đâu phải là ông đi nhận tiền đâu đúng không? Ở nhà đi. Dạ, ở nhà ông đi luôn. Cũng mục đích qua để nhận tiền mà hãy sợ chưa có thì cứ đi. Đi luôn. Dạ, dạ rồi. Tháng 6. Dạ, rồi ông yên tâm đi, ông yên tâm đi, ông cứ ngồi đây đi. Ông đói bụng không? Ông đói bụng không? Con lấy đồ ăn cho ông mẹ. Dạ, ông uống nước thôi ạ. À? Dạ, rồi ông đi từ sáng giờ ông cũng không ăn, không uống gì luôn. Không ăn mà không biết đói mà mẹ. Dạ. Không ăn mà không biết đói. Dạ, không ăn mà không biết đói. Coi đồ nó ù ấy. Dạ rồi. Dạ rồi thôi ông cứ ngồi nghỉ ngơi đi. Ông ngồi nghỉ ngơi đi rồi có gì ví dụ không ơi chở ông thì con chở ông về. Dạ rồi, dạ rồi.